Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay thì lại nói chung là rất nhiều anh em đã bảo mình làm tiếp cái series mà khám phá những cái KDA hoặc là những cái thông tin số, những cái thông số của một số người YouTuber nổi tiếng ấy. Rất là nhiều anh em nói rồi. Thì hôm nay thì mình tôi thì cũng làm thêm một cái clip khác nữa về một YouTuber nước ngoài nữa. Đó là một YouTuber tên Biu Biu, thì được anh em chia sẻ những cái như là ID các thứ, thì mình xem qua thì đúng là YouTuber này phải nói là cũng có những cái chỉ số bá có mẻ đạo luôn anh em ạ. Thì đây đây là cái kênh YouTube của Biu Biu. Mình thì mình không theo dõi clip của kênh của anh Biu Biu này nên là mình không biết, chỉ coi như thế là được một số anh em nhắn tin cho mình kêu mình làm thôi. Thì hôm nay thì mình quyết định mình làm. Thì đây là cái kênh YouTube của Biu Biu, không biết là người nước nào luôn. Kênh gần 700k người đăng ký rồi, một số lượng view cũng gọi đó là cực khủng anh em ạ. Mấy tháng trước mà toàn mấy triệu view này anh em, phải nói là cũng rất gì gì và này nọ. Thì mình không theo dõi anh này tại vì là nước ngoài mà, là mình không theo dõi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ vào game để tìm kỹ đi của anh Biu Biu này và show cho anh em xem nha. Khá là nhiều anh em tò mò đúng không? Bây giờ thì mình sẽ vào game. Đâu rồi? Ở đây. ID là 522 3109 594. Đây. Đây là cái ID của anh Biu Biu. Bờ yêu Biu đây anh em. TSMX Biu Biu đây rồi. Thì đây. Đây là cái ID của Biu Biu đây. Một YouTuber nước ngoài anh em ạ. Điểm point là 2008. Danh hiện tại là danh A. Mình sẽ review từ những cái mùa trước luôn nha anh em. Mùa 3 là Chí Tôn. Đây mình sẽ review những cái gọi là những cái mùa trước luôn cho anh em xem. Mùa 4 là Chí Tôn. Mùa 5 là Chí Tôn luôn. Mùa 6 là A. Mùa 7 là A và mùa 8 là A. Bây giờ thì mình sẽ thì nói là được đây anh em. Đây là bậc danh của anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ sâu sang đến cái gọi là gì nhỉ? Cái thông số. Ui mẹ ơi, anh em nhìn thấy cái quần què gì chưa? Vừa mới bấm sang gọi là cái chỉ số KDA các thứ cái là thấy những cái thông số phải nói là cực khủng rồi anh em. Chơi 295 trận, kill tận 3.000 năm và KDA là 25.93, làm tròn nên là 26 chấm anh em ạ. Ui, phải nói là một cái chỉ số mà nó phải là quá khủng và danh là danh Chí Tôn anh em ạ. Ui, kinh quá nhở. Phải nói là đây là mình được một số anh em nói là đây là một YouTuber mà phải nói là có mức danh và mức KDA cao cao nhất thế giới à, phải không? Nói chung là cao nhất trong số YouTuber rồi. KDA như thế này thì chơi bời gì à anh em. Danh Chí Tôn mà KDA tận 26 chấm. Đây là mùa 3 nha. Mùa 4 thì giảm đi một chút mà chơi nhiều hơn, chơi 500 trận. Kill là 4.600 và KDA là 18.7, cũng có thể làm tròn là 19 chấm đi. Quá khủng khiếp anh em. Mùa 5 cũng 500 trận, 4.200 kill và KDA là 16 chấm. Rồi mình chụp lại cái mùa này để tí mình làm cái thumbnail anh em ạ. Mùa 6 thì cũng giảm theo từng mùa rồi. Giảm theo từng mùa thì chất lượng game thủ nó cũng tăng lên mà anh em. Nhưng mà với cái KDA như này là quá khủng khiếp. 167 trận, kill 1.200 và KDA là 12 chấm. Mùa 7 là 153 trận. À, mình nghĩ là vài tháng gần đây thì anh này hình như là làm ít đi rồi. Mình vừa lại có thể, mình xem thì có vẻ như là anh ấy làm YouTube ít đi rồi. Không làm nhiều như trước. Vài tháng mới có một clip cơ, ở đâu 1-2 tháng mới có một clip các thứ cơ. Và mùa hiện tại là chơi 200 trận và cái le 7 chấm. Khủng khiếp là chỉ có những cái mùa trước là
mùa lão danh chí tôn các thứ thôi anh em. Đấy, kinh khủng chưa? Kinh khủng tởm. Khủng nhất là mùa 3 anh em ạ. Và anh em đã giấu cái thông tin trận đấu đi rồi. Rất là ghê gớm anh em ạ. Con què. Phải nói là một YouTuber với cái mức, với cái KDA phải nói là khủng khiếp anh em ạ. Unbelievable. Không thể tin nổi. Tao để xem nào, những anh ấy có chơi server khác không? Không chơi server khác anh em ạ, chỉ chơi ASEAN mà thôi. Đây là mùa 8, thử chơi đua xem nào, đua không chơi. Chỉ chơi squad mà thôi anh em ạ, cũng không chơi FPP. Không chơi ở bất cứ một số cái gọi là server nào khác. Thì đây là một số cái thông số mà anh em có yêu cầu mình làm, để cho anh em cũng như là tham khảo hoặc là tò mò một chút thôi. Nếu mà anh em nào mà thích làm những cái kiểu như thế này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và comment những cái coi như thế là chủ đề bên dưới nha. Mình sẽ tiếp thu và làm cho anh em xem. Ok, clip của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã coi clip nha. Hẹn anh em clip tiếp theo. Bye bye. Subscribe vào YouTube này. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.